quay lại với kênh của Leon Coffee, thì có rất là nhiều anh chị thắc mắc á, là dòng máy xay cà phê công nghiệp á, có 0.5 HP nè, có 1 HP nè. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có 2 HP hay không? Thì vẫn có nha mọi người. Thì đối với dòng máy xay công nghiệp mà 2 HP á, thì không có loại bằng gang mà chỉ có loại bằng inox thôi. Thì đây ạ, đây là chiếc máy xay cà phê công nghiệp 2 HP được làm từ chất liệu là inox hết, inox và thép hết, rất là chắc chắn. Thì đối với một chiếc máy xay cà phê 2 HP là một cái công suất rất là khủng, thì chúng ta sẽ không dùng cho những quán cà phê, mà để sử dụng chiếc máy xay này thì mình phải làm một cái nhà chuyên phân phối cà phê, tức là cái mức độ xay rất là nhiều. Một ngày chúng ta có thể xay vài trăm ký đó, thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc máy xay công nghiệp 2 HP này. Thì đây ạ, đây là chiếc máy xay công nghiệp 2 HP với motor VTC, một cái dòng motor mới với cái công suất rất là mạnh mẽ ạ, xay cà phê rất là ok. Thì đây mọi người quan sát nè, cũng giống như là những chiếc máy xay cà phê công nghiệp khác, thì đây là phễu chứa, đây là motor và đây là cái núm để chúng ta điều chỉnh độ xay. Còn đây là hai con ốc để chúng ta tháo ra khi mà mình muốn vệ sinh máy hoặc là thay lưỡi đó, thì chúng ta sẽ tháo con ốc này ra, vặn ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ mở ra thôi. Đây này đó, cũng đơn giản như là những cái chiếc máy xay công nghiệp 1 HP hoặc là 0.5 HP, nó không khác nha mọi người. Thì nói về công suất của chiếc máy xay này á, thì 1 giờ máy có thể xay lên đến 100 kg, rất là khủng đúng không? Còn về phễu á, thì cái phễu này có thể chứa được khoảng từ 6 đến 7 kg cà phê cho một lần xay, rất là ok ạ. Rồi, còn đây là CV của máy. Thì hầu như là những chiếc máy xay công nghiệp thì CV công tắc của máy đều nằm ở đây đó. Thì về ngoại hình á, thì như mọi người thấy thì cũng không có khác gì so với một chiếc máy xay công nghiệp mà nhỏ như là 1 HP hoặc là 0.5 HP, nó cũng y chang thôi. Có điều là cấu tạo nó sẽ khác về chất liệu, thứ nhất là thép nè, rồi bằng sắt. Thì như em nói ở đầu clip rồi, nếu mà mình kinh doanh quán cà phê, mình cần máy xay cà phê công nghiệp để xay phục vụ cho quán á, thì chúng ta sẽ không sử dụng máy xay này vì nó rất là to và cồng kềnh. Chiếc máy xay này á, nó hơn 100 kg nha mọi người. Để em đặt được chiếc máy xay này lên bàn để review á, thì em cần đến 3-4 bạn nam để mà khiêng nó lên đây. Vì thế là chiếc máy xay này sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà mình phân phối cà phê á, tức là mình là xưởng rang nè, hoặc là mình xay rất là nhiều, một ngày mình xay đến mấy trăm ký, thì mình nên sử dụng chiếc máy xay này. Thì hiện tại Leon Coffee đang phân phối dòng máy xay 2 HP này đó, với giá là 12 triệu. Thì nếu như mà anh chị nào đang quan tâm á, thì mình có thể comment bên dưới, Leon sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị. Hoặc là nếu mà mình muốn tham khảo những cái dòng máy xay khác nữa thì anh chị cũng có thể comment. Thì vừa rồi là em đã tư vấn cho anh chị về cái chiếc máy xay 2 HP công nghiệp. Đây ạ. Thì hẹn gặp lại mọi người trong các video sau ạ.